Hello, xin chào tất cả mọi người. Mọi người có khỏe không? Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau hát một cái trích đoạn rất nổi tiếng của soạn già nghệ sĩ Bạch Mai. Trích đoạn được mang tên là Giang Sơn Mỹ Nhân. Chúng ta hát phần 1 nha mọi người. Xin mời mọi người nha. À Khương, sáng nay dân chúng đã vào triều dân công lễ. Ta thấy vẻ chân thành của Việt Dương câu tiện, cho nên ta đã truyền ngôn cho quân thần của Ngô Trào Xó Thông Việt Quốc khai công dân. Ta bái xin thần Nô Dông, xem như thể anh em hai nước chung dòng. Anh ngã em nâng chung sức tâm đồng, vì Tây đi xuất gia theo chồng. Nước của nàng là quê của ta, hoàng bào cho A Khương. Trời đêm giá lạnh, hàng y trăm tặng ái khanh choàng ấm trong vòng tay. Đời ta có nàng, dù cho năm tháng chiến tranh dục ma cương, ngày đêm trận tiền trải bao vàng khó nguy nan nài. Trăm nhiều bước ái khanh vào đời, đêm nay đường quân ca chợt vui hơn khắp nơi ánh sáng chan hòa. Có đôi huyền ngương trao tình đắm say, đêm nay đường quân ca chợt vui hơn khắp nơi ánh sáng chan hòa. Có đôi quyền ngương trao tình đắm say. Tây thế
thương ơi hôm mơ quái tiên hay trần gian hàm màu lo lửa đôi duyên tình ta. Ta chỉ yêu á khương mà thôi, đời ngô hoàng tròn thủy chung bên hiền thế. Tìm phù sai có a khương mà thôi, vua triều ngô vua quy bên phù sai, tìm phù sai có a khương mà thôi. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Bye bye.